Chào cô chú, chào anh chị và chào các bạn. Thường thường mình trồng cây cà chua mình sợ nhất là gì? Đó là sâu. Cây cà chua thì nó có khá nhiều loại sâu ở trên đó, nhưng mà loại sâu mà Nhật Thanh sợ nhất đó là cái con bự bự vậy, nó màu xanh. Trên cây của mình chỉ cần 4 hay 5 con như vậy thôi là ngày hôm sau mình thấy lá của mình nó trụi lũi hết trơn à. Bởi vậy mà thường thường những cái con sâu mà nó bự như vậy phải do cái con côn trùng nó bự thì nó mới sanh ra cái trứng, rồi sanh ra con ấu trùng bự như vậy các bạn. Thì các bạn thấy thường thường người ta kinh doanh trồng cà chua thì đa phần người ta trồng trong cái nhà trồng cây giống như Nhật Thanh, không có phải mất công xịt thuốc, mình phải chăm sóc kỹ về cái vấn đề đó, đỡ tiền thuốc nữa, mà cái cây cà chua phát triển khá tốt. Còn phương pháp thứ hai thì các bạn có thể mình đi vô trong lô Home Depot, mình hỏi những người bán, nếu mà mình không biết cái loại nào ngăn ngừa những con sâu này thì các bạn có thể hỏi. Chứ Nhật Thanh cũng không bao giờ sử dụng, mình cũng không biết. Nhưng mà đối với tiểu bang Louisiana của Nhật Thanh, nếu mà mình sử dụng những cái thuốc đó vô hiệu quả các bạn. Tại sao? Tại vì khi mình xịt lên trên cây rồi đó thì ngày hôm sau mưa thì nó trôi đi hết trơn à. Khi mà nó trôi đi hết trơn các bạn phải xịt lại thêm một lần nữa. Bởi vậy mất công và mình phải tốn tiền nhiều lắm. Nên những nơi nào mà có mưa nhiều như tiểu bang Nhật Thanh á, thì các bạn xài giống như là vô hiệu quả đi, nó không có hiệu quả. Còn cách thứ ba đó là mình tỉa bớt lá các bạn. Tại vì cái cây của mình lá nó xồm xoàn quá, rồi mình không có thể nào mình quan sát mình thấy con sâu nó ở đâu. Thì mình giống như mình cắt bớt lá, vừa đỡ cái cây nó nuôi lá mà nó chú trọng vô nó nuôi cái trái các bạn. Mình cắt bớt thôi nha, chứ không phải là cắt trụi cái cây. Tại vì dù gì cái lá nó cũng cần để trao đổi chất, nên mình chừa một số nào đó thôi để cho mình dễ quan sát. Thí dụ mình thấy con sâu là mình có thể mình bắt ra, giống như mình bắt mình đem giục đi liền. Chứ mình để nó xồm xoàn như nào mình khó nhìn lắm, như Thanh để vậy xồm xoàn khó thấy lắm. Nên bắt buộc mình phải cắt bớt lá. Cắt bớt lá đi các bạn. Nè, cắt bớt lá. Nhật Thanh cũng nên cắt bớt những cái tỉa dưới gốc này nè. Còn cách thứ tư mà Nhật Thanh thấy mình trồng cà chua năm nào cũng không có sâu hết trơn các bạn. Đố các bạn đó là cách gì? Đó là mình trồng những cây cà chua này, mình giống như mình lựa ngay cái góc khía cạnh nào ở khu nhà của mình, giống như cái vách tường ở đó mình trồng sát ở đó. Thì con bướm á nó hay lắm các bạn, nó phải cần giống như là nó có cái cảm giác nó chỗ thoáng chỗ này nọ, nó bay tới nó đậu lên trên cái cây rồi nó mới đẻ trứng. Chứ cái chỗ này các bạn biết không, cái vách tường nó con đó con nào nó ngu rồi mà nó đâm, mình chưa bao giờ thấy bướm nào nó ngu nó đâm như cái vách tường rồi nó bể đậu ở trên á, không có. Bởi vậy Nhật Thanh trồng cây cà chua hồi xưa mình chia sẻ, mình trồng tuốt bên góc bên kia hàng rào với lại cái vách tường như vậy, mình để cây cà chua ngay chỗ đây thì không có năm nào mình thấy có sâu hết trơn các bạn. Không có năm nào thấy có sâu mà mình cũng không có che, không có làm gì hết. Bởi vậy các bạn trồng cà chua mình lựa ngay góc khía cạnh và sát vách tường. Nhưng mà có một điều có hại đó là gì? Đó là nhiều khi mình trồng khuất quá, không có gió thì cái cây cà chua mình không có thể nào đậu trái được. Bởi vậy khi mà các bạn trồng như vậy thì cái bông cà chua này nó tự thụ phấn, nó tự rớt phấn và nó đậu trái luôn. Mà nó không có gió thì cái phấn nó không có rớt. Nên mình trồng nơi cái khuất gió như vậy, các bạn có thể mình dùng cái tay nè, mình búng nhẹ sau những cái bông này để cho cái phấn nó rớt, nó đậu trái. Nhưng mà nhiều khi Thanh búng á, nó bị rụng luôn cái bông luôn. Bởi vậy cách hay nhất là mình cầm cái cây này nè các bạn, mình lắc cái nhánh này nè, mình lắc để cho nó rớt những cái phấn. Giống như cái nhánh nào các bạn để ý nó có bông á, thì mình lắc giống như cây này, chỗ này nó có bông đây nè, Nhật Thanh cầm mình lắc như vậy để cho nó thụ phấn, nó có trái. Còn phương pháp cuối cùng Nhật Thanh thấy hay nhất, mình khỏi lo cái gì hết, đó là các bạn sử dụng cái miếng lưới này người ta ngăn ngừa đia nè. Mình mua trong lô Home Depot thì họ bán 20 đồng 100 feet. Thì mình về á, mình trồng cây cà rồi mình lấy cái lưới này nè, mình che phủ lên các bạn.
Tại vì cái cà chua không phải ngày nào mình cũng thu hoạch hết. Giống như là lâu lâu trái nó chín mình mới tới thu hoạch. Thì các bạn làm như vậy vừa không sợ bướm vô đẻ trên cái lá của mình, mà vừa không sợ chuột, mà cũng không có sợ mấy con sóc nữa. Nhiều khi các bạn nói sóc chuột nó cắn, nếu trường hợp mình để một chùm như vậy nó cắn khá dễ, nhưng mà khi mình mở ra như vậy nè, nó bị trượt tới trượt lui á, mấy con sóc với con chuột nó khó cắn lắm. Bởi vậy Nhật Thanh che mấy cái cây bên kia nó không có bị vấn đề gì hết. Không có năm nào mình bị vấn đề về sóc với chuột nếu mình sử dụng cái lưới này mình che. Mà trước khi các bạn xài cái lưới này để che cái cây á, thì mình nên có những cái dựng lên như Nhật Thanh nè. Mình dựng lên như vậy và mình sẽ phủ cái lưới này các bạn. Mình sẽ phủ cái lưới này lên mình che. Mình che lại thôi. Khá đơn giản, tại vì trồng trong nhà trồng cây này nó hơi chật chội, Nhật Thanh che không được cho các bạn xem. Nhưng mà mình sử dụng cái lưới này nha, mình che thì mình không sợ sâu, mà cũng không có sợ mấy con sóc, mấy con chuột nữa. Mà Nhật Thanh thấy tốt nhất là cây cà chua của mình á, mình nên tỉa gọn đi để mình dễ quan sát sâu. Mình vừa thấy nó là mình, thí dụ các bạn không che không gì á, là mình gấp ra mình quăng liền. Chứ mình để sùm xoàn quá thì nó sẽ giống như là mình khó nhìn lắm. Các bạn thấy mấy cây cà chua con của Nhật Thanh trồng nè, cái thân nó mập ú mà cứng ngắc kìa, nó bự hơn cái ngón tay cái của mình luôn á, bự lắm. Bởi vậy mình trồng cái thân mình bón phân đúng thì cái thân nó chắc á các bạn, nó mới chịu nổi được những cái trái cà chua. Nhiều khi có những trái nó bự lắm nè, nhìn nó bự mà thấy ham luôn, mấy cái thân nè nó mập ú à, nó bự ghê nè. Thôi Nhật Thanh xin nhân video ở đây nha, và xin chúc cô chú anh chị các bạn có một ngày vui vẻ. Bye bye mọi người nha.